đi. Ta nhìn nhiều vậy không? Em vớt con nó có ăn được. Trong mốt. Dù quá. Quá con này con nuôi lớn vừa đủ quá. Mình nhớ chú ấy bán một cái xíu rồi. Đủ quá dữ bự á anh. Ông anh mình qua mình cho mình mấy cái gì nuôi. Đó mình nuôi con này á. Đù. Con này đủ lớn này cái siêu vừa đẹp lắm anh. Hoàng là cho mình mấy cái gì để ông vớt cá khác về không? Được rồi. Trắng đùm quá, con này chắc đẹp, con này trắng đen đù. Má nuôi cận tháng coi độ tới kinh ngũ hề rồi nhìn lại. Thấy cái gù nó cao quá rồi còn bự nữa. Ừ, cái này còn bự. Mấy con nữa gù. Rồi, thank you, đù có dữ bự. Má con nhìn đẹp vậy luôn. Đẹp phải. Này lâu rồi, không có bây giờ bắt nó lên, nó đẹp rồi. Còn con nào bán được không? Hả? Không, con nào bệnh đâu. Có nói. Vậy không có bị con nào mà có ghẻ có lỡ gì luôn á, cho mày biết. Con này đã lớn lên luôn á, nhìn được. Da trơn. Không? Con nào có ghẻ lỡ gì đâu. À, anh cho mình con này lớn lên siêu bự đi nhìn. Rồi, còn con nào nữa không? À, chọn 4 con quá, nhìn có 4 con các bạn. À, sáng qua coi lại. Đồ con su qua đẹp ấy. Nhìn về tương lai. Ồ, hơi bị bọt rồi. Đó, con su qua này nhìn vừa nó lúc mà mua về nó xíu dữ lớn vãi luôn á. Xuống qua bên hồ không á. Sáng giờ không cho anh không? Đi làm nó mới về. À, con này mua 50 triệu màu lớn. Mới đây vậy. Nó bự vô mà ít cho ăn rồi. Con một con nó chết rồi bạn ta, con đó. Con nó lạnh con chết. Nó được quyết ông mua một cặp luôn á. Rồi con nó chết rồi. Được con nó màu lớn rồi. Con nó chết rồi, nó bị sừng dữ. Quỷ nó màu lớn vậy không? Nó khỏe màu lớn nè anh. Có mấy con này thì mua không lớn. Hôm qua mấy người làm mấy cái gì trên đó đồ coi. Ủa, không xài bơ bò nè. Từ giật lên sáng thôi. Bơ bò ai nó chỉ ở sáng thôi, con đêm mình nó mở để cho nó im lặng á. Cái nước nó động tĩnh nó nằm nó dễ đi mềm mỏi bùa e nó thổi lên nước
Sáng có thằng nào bỏ cái gì lên kêu đồ dành cá, đồ cá su qua gì á, ủa nó bự cái này nó nằm ngửa đó, ngủ luôn đó. Tại thằng kia nó do nước. Đó bị ngủ đó. Ừ. Ừ, nó nhiều nước trong veo. Anh nước này uống được á. Anh nói tao đi mua cái đó đó, vậy tao bỏ vô đó. Thì còn nhiều loại thú lắm đó. Nhiều cho chơi ha, đồ chơi cá rồi, nhiều cho chơi. Mình được ông anh cho mình 4 con. Được. Đấy nhìn. Quốc tao tao mua là cũng nhiều hơn là bạc. Như vậy hả? Cái nói thiệt luôn á, mọi người thấy tao đầu tư mấy cái thuốc kia nữa, mấy cái cây ấy thôi. Cái sợi dây á, ông kéo bỏ lên trên cao đi, đừng bỏ dưới thấp nha. Đó nè, có bụng nè, sốt huyết nè. Bị huyết sốt huyết chưa, bị gì vậy, tao không chưa đọc biết nữa, nhưng mà chừng bị thì... mới bữa về được. Còn cái ông cọp bán thôi, ông cọp luôn phải không? Cọp đâu không lấy không? Con cọp á. Con cọp nó cũng cá mỉa này nè này. Ồ. Lúc đó ông mua bao nhiêu? 20 mới hiện rồi, 2. À hai á. Ok, giữ con nó đi. 2. Bỏ vô đây luôn đi. Má cậu qua qua thấy rồi nó dứt với mấy con này luôn á. Giờ luôn đợt ông có nhập dành cá mới về nữa không? Có nhập dành cá mới về nữa không? Năm thì gọi cho tôi với ông đi, đổ quá đừng có chạy xe quanh quay nữa. Hai thằng đồ đi mua cá mà chạy xe quanh quay, hết thằng cốm nó không hỏi thăm á. Đồ già lọc của anh này làm ra rất là giả không? Cho con nào nữa. Không để con lại luôn. Ok. Không nuôi hả? Thôi để đi. Được 6 em. Má con này nó lớn lên nó tướng nó luôn 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 nó ngủ. Chín con á. Ba con nuôi duyên đẹp lắm à, ba con tên trô luôn rồi. Bốn con hết nhiều hai ngàn ba con đi đâu mà vào sao biết không đánh mà thay quay quay video xong rồi vợ ta chiều tối nào mày bỏ lên bỏ cũng coi hết cho nó bật sạch. Mai ông xả giờ tao nói gì là có coi rồi có nghe rồi. Ngày mai xả 20% bỏ châm nước mới vô. Má bọt này cỡ 1-2 tuần nó mới hết á. Tại vì nó giống như cái thuốc á. Nó còn là màu lưỡng vại luôn. Để nó lên nó gọn quét coi coi nó rẻ tới lên chạy ra đây. Rồi, tôi về.